Xin chào cả nhà, hiện tại là 5 giờ sáng và ngoài trời thì đang mưa khá là lạnh. Nhân vừa có một cuộc trao đổi sớm với sư phụ chú Phương và sẽ đưa ra một quyết định cũng như là thông báo cho cả nhà. Đó là video buổi cúng ở đồi thông Hai Mộ Đà Lạt sẽ bị gỡ bỏ đi. Và với quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng Nhân trong suốt hành trình thiện nguyện tâm linh vừa qua, cũng như là có xem được video Nhân đăng tải vào tối qua, thì cũng biết là khi mà Nhân đến tìm hiểu câu chuyện ở đồi thông Hai Mộ thì tình cờ được những người dân địa phương cho biết nơi đây không phải là chỉ có hai ngôi mộ mà gần như là một khu nghĩa trang với rất nhiều những ngôi mộ, và khi mà không được phép chôn cất ở nơi đây nữa thì những ngôi mộ đã được thân nhân bốc đi, và những ngôi mộ vô thừa nhận, không có thân nhân, vô danh thì mới nằm sót lại và ngày càng hoang tàn cũng như là lạnh lẽo. Thì cũng từ đó, Nhân đã có hứa với các vị nằm ở đó là sẽ quay trở lại để cùng sư phụ Trúc Phương, cùng với đoàn thiện nguyện có một cái buổi cúng để hy vọng sẽ xóa bớt phần nào nỗi lạnh lẽo, an ủi cho các vị đang nằm ở đó, không người thân, không nhang khói. Tuy nhiên thì sau khi video được đăng tải vào tối hôm qua, bên cạnh những bình luận khen ngợi động viên của quý cô chú anh chị thì cũng đã có một số bình luận, một số khán giả đã góp ý với Nhân, và Nhân với thầy Trúc Phương đã xem xét lại khá kỹ để tránh những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo đi quá xa, thì Nhân xin được phép gỡ bỏ video này. Thì mục đích Nhân đi những chuyến đi như thế này là để an ủi các vị đang nằm vô danh, vô thừa nhận, phần nào giúp cho họ được nhang khói ấm cúng hơn. Chứ hoàn toàn thì không có một mục đích phân biệt hay là mạo phạm đến ai cả. Tuy nhiên thì như Nhân nói thì để tránh mọi việc vấn đề nó đi quá xa thì Nhân xin phép gỡ bỏ video. Và điều làm cho, và Nhân cũng không có dám trách hay là bàn luận quá nhiều về ai cả. Tuy nhiên thì Nhân tự trách bản thân mình đã không nhìn nhận sâu xa về vấn đề để bây giờ thì buộc phải gỡ bỏ video. Và không ai ép buộc cả, tự Nhân với thầy đã có những cái sự nhìn nhận đánh giá và gỡ bỏ video. Và điều làm cho Nhân lo lắng đó là trong cái video thì Nhân đã có công bố về danh sách của quý mạnh thường quân, quý cô chú anh chị đã ủng hộ vào quỹ vong linh để thực hiện những buổi cúng như thế này. Tuy nhiên bây giờ video bị gỡ bỏ thì cho Nhân xin phép đọc lại danh sách này một lần nữa. Và trong video tiếp theo, Nhân cũng sẽ công khai lại danh sách này để tránh trường hợp là quý cô chú anh chị không xem được video đính chính này của Nhân. Bởi vì Nhân thì rất là kỹ trong việc tiếp nhận sự ủng hộ của quý mạnh thường quân. Bởi vì đó không chỉ là uy tín của Nhân, của kênh Nhân, mà còn là sự còn là tấm lòng của quý mạnh thường quân mà Nhân không thể nào phụ và Nhân không thể nào làm sai. Tất cả những số tiền đó Nhân sử dụng cho việc gì thì Nhân sẽ đều công khai qua những video như thế này. Cho Nhân xin phép đọc lại tên của quý mạnh thường quân. Một mạnh thường quân giấu tên ủng hộ 300.000 đồng, một mạnh thường quân giấu tên khác ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Bích Nhung ở Lâm Đồng ủng hộ 500.000 đồng. Chị Trương Thị Thanh Vân ở quận Gò Vấp ủng hộ 200.000 đồng. Chị Yến ở quận Tân Bình ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Ngọc ở quận Bình Tân ủng hộ 200.000 đồng. Cô Bạch Long Nhi ở Canada ủng hộ 100 đô Canada. Thì đây là danh sách mà Nhân đã công bố trong video này. Bây giờ Nhân công khai lại và Nhân sẽ tiếp tục công khai trong video tiếp theo nữa. Nhân muốn lặp lại điều đó nhiều lần để quý mạnh thường quân không có sự hiểu lầm về việc là vì sao lại mất đi một cái chương trình cúng như thế này, không thấy Nhân đăng tải video, không biết là Nhân có làm hay không. Thì Nhân xin nói để cho quý mạnh thường quân được rõ. Và như vậy thì lại thêm một bài học buồn nữa cho hành trình từ thiện của Nhân. Việc là do mình làm cho nên mình phải nhận và phải rút kinh nghiệm thôi. Tuy nhiên thì nhìn lại những cái hình ảnh này cũng buồn, bởi vì cái công sức của thầy, của quý cô chú anh chị mạnh thường quân, của các anh em tổ chức một cái buổi cúng trang nghiêm như vậy mà không có ghi lại được một cái video vừa kỷ niệm vừa công nhận thì quá tiếc. Và cái tâm huyết của Nhân nữa, tâm huyết khi mà Nhân quay video, Nhân thực hiện video, Nhân dựng video để truyền tải lên cho quý cô chú anh chị xem một cách
cụ thể nhất có thể, cũng không có được ghi lại. Và thêm một điều làm cho Nhân cứ suy nghĩ khi mà chọn cái con đường từ thiện này, đó là trên mặt bằng chung của những người đang sáng tạo nội dung ở trên YouTube thì Nhân thấy là những cái nội dung nhảm nó quá nhiều, những cái thử thách, những cái trò chơi mà không hề mang một cái tính giáo dục, mang một cái giá trị gì cả, mà nó vẫn nhan nhản trên Facebook, nội dung rất là nhảm nhí luôn. Tuy nhiên thì vẫn bình thường, đăng tải thì vẫn bình thường, không gặp một cái vấn đề gì cả. Còn khi mà Nhân làm những cái video, những cái chuyến đi từ thiện giúp đỡ người nghèo hay là vong linh như thế này thì những cái vấn đề như là rất những cái vấn đề vi tế như là chuyện vong nhập hay là bây giờ thì một số vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo thì cũng rất là trở ngại. Và một vài video từ trước đến nay thì cũng đã có một vài video rồi bị gỡ bỏ, lý do thì Nhân cũng đã có giải thích rõ trên kênh. Thì một chút cái suy nghĩ như vậy thôi. Còn lại mình làm thì mình vẫn phải tiếp tục làm, bởi vì mình phát tâm mình làm rồi thì phải cố gắng làm cho thật là tốt. Và cái chuyến đi Đà Lạt này thì không chỉ có một buổi cúng ở đây mà còn một vài video nữa mà Nhân sẽ đăng tải sắp tới, cũng là những cái buổi cúng, những cái buổi từ thiện vong linh rất là ý nghĩa. Và Nhân sẽ đăng tải tiếp tục trên kênh, mong là quý cô chú anh chị sẽ ủng hộ. Chỉ cần một lời khen chê, một sự góp ý, một lời động viên thôi cũng là cái động lực rất lớn để mà Nhân có thể tiếp tục những cái hành trình thiện nguyện như thế này. Và đây là đoạn video mà thầy Trúc Phương có những cái thuyết giảng, những cái thuyết pháp rất là ngắn gọn và rất là ý nghĩa về tình yêu đôi lứa, về sự ngăn cấm của gia đình bởi những cái ý thức hệ, những cái quan điểm cá nhân. Tuy nhiên thì xem như là không có duyên để cho quý cô chú anh chị được nghe, được hiểu. Và ai đã xem vào tối hôm qua rồi thì cũng rất là may mắn. Và một lần nữa thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Và Nhân xin phép xin lỗi về sự cố lần này một lần nữa, và mong quý cô chú anh chị sẽ thông cảm. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.